Chào mừng các em đã đến với môn âm nhạc lớp 1. Cô rất vui được gặp lại các em. Các em ơi, các em có còn nhớ tuần vừa rồi chúng ta đã học một bài hát tên là gì hay không? Bây giờ cô mời các em chúng ta hãy cùng nghe giai điệu để đoán tên bài hát và tên tác giả nhé. Cho cô biết bài hát này tên là gì và tác giả là ai? À, đó chính là bài hát Quả, nhạc và lời của nhạc sĩ Xanh Xanh. Xin chúc mừng các em đã trả lời đúng. Bây giờ cô mời các em hãy cùng quan sát trên màn hình và cho cô biết đây là loài chim gì? À, đó chính là chim bồ câu. Và hình ảnh chim bồ câu thì thường tượng trưng cho điều gì? Khi nhắc đến chim bồ câu thì người ta thường hay nghĩ đến hòa bình. Hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh, là ước ao có một cuộc sống tươi đẹp, mọi người sống vui tươi, hạnh phúc, trẻ em được đến trường. Đó chính là khát vọng của không chỉ người lớn nhưng mà còn của các em thiếu nhi trên khắp thế giới và ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta. Và hôm nay cô muốn giới thiệu bài hát có liên quan đến nội dung này của một nhạc sĩ, đó chính là nhạc sĩ Huy Trân. Cô xin giới thiệu sơ nét về nhạc sĩ Huy Trân. Ông sinh ngày 9 tháng 6 năm 1936 tại Nam Định. Và bài hát Hòa Bình Cho Bé là một bài hát có giai điệu vui tươi, nhịp nhàng, nhằm ca ngợi hòa bình và cuộc sống yên vui cho trẻ em trên khắp thế giới. Bây giờ cô mời các em chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát này nhé. Bài hát Hòa Bình Cho Bé, nhạc và lời Huy Trân. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh, dưới đèn bồ câu trắng trắng mặt trời xe yên hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh, nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh, tia đàn bồ câu trắng trắng mặt trời xe yên hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh, nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan. Bây giờ cô mời các em hãy ngồi thẳng lưng và cùng khởi động giọng với cô nào. Em quan sát trên màn hình và nghe cô hát mẫu. À, 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 à. Nghe lại một lần nữa. À, 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 à. Các em thấy những cái chỗ có dấu luyến thì chúng ta sẽ hát liền một hơi cho đến hết cái ô nhịp đó ha. Và ô thứ hai chúng ta cũng sẽ hát giống như vậy. Rồi cô mời các em chúng ta cùng bắt đầu. 2 3 một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đọc lời ca. Bài hát này có 4 câu, chúng ta sẽ đọc từng câu. Cờ hòa bình bay phấp với giữa trời xanh biếc xanh. Cô mời các em. 2 3 Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Rồi chúng ta qua câu 2. Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa. Nghe cô đọc lại. Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cả hai câu. Cờ hòa bình, 2 3 Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa. Cô mời các em chúng ta đọc lại lần nữa. 2 3 Cờ hòa bình bay phấp phới
phới giữa trời xanh biếc xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Chúng ta qua tiếp câu số 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Rồi mời các em 2, 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Câu số 4. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Mời các em đọc 2, 3. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Giờ cô mời các em đọc câu số 3 và câu số 4. 2, 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần học hát từng câu. Các em nghe cô hát câu đầu tiên và sau đó các em lặp lại ha. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Nghe cô hát lại lần nữa. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Rồi cô mời các em cùng hát 2, 3. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Chúng ta qua câu thứ 2. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Cô mời các em 2, 3. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cả hai câu, câu số 1 và câu số 2. Mời các em cùng hát với cô. 2, 1. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Mời các em hát lại một lần nữa. 2, 3. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Chúng ta qua câu số 3. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Mời các em cùng hát 2, 3. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Câu số 4. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Cô mời các em 2, 3. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Bây giờ chúng ta ôn câu số 3 và câu số 4. Mời các em cùng hát với cô. 2, 1. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe giai điệu và chúng ta ghép lời ca. Mời các em hát với cô luôn nha. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hát kết hợp gõ đệm theo phách. Các em quan sát trên màn hình những chỗ cô để hình vỗ tay thì chúng ta sẽ vỗ tay ở dưới những cái chữ đó mà có cái hình vỗ tay. Ví dụ như chữ cờ, chữ bình, chữ phấp, phới, giữa, xanh. Và chữ xanh cuối cùng thì chúng ta thấy có hai cái hình vỗ tay thì chúng ta sẽ vỗ hai phách. Rồi bây giờ các em quan sát cô vỗ phách ha. Các em có thể sử dụng thanh phách nếu có hoặc là vỗ tay theo phách ha. Nghe cô vỗ trước. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh. Rồi các em lưu ý chữ xanh cuối cùng nha. Các em nghe cô gõ lại một lần nữa. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh.
Rồi cô mời các em. 2, 3. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biết xanh. Rồi, tương tự như vậy câu 2 chúng ta cũng sẽ gõ đệm theo pháp giống như câu số 1. Các em nghe cô gõ trước. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Chữ hòa cuối cùng chúng ta gõ đệm hai phách. Các em nghe lại. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Mời các em chúng ta gõ câu số 2. 2, 3. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Bây giờ chúng ta sẽ ôm lại câu số 1 và câu số 2. Mời các em cùng gõ theo cô. 2, 1. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biết xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Rồi, rất là tốt. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Tương tự cách gõ đệm cũng giống như hai câu trên. Bây giờ các em nghe cô gõ trước ha. Câu số 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Rồi mời các em cùng gõ. 2, 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ câu cuối cùng. Các em cùng gõ với cô luôn nha. 2, 3. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Một lần nữa. 2, 3. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng gõ với cô câu số 3 và câu số 4. Một lần nữa. 2, 3. Hòa bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Rồi rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc hát kết hợp gõ đệm. Các em cùng nghe nhạc, cùng hát và gõ đệm với cô luôn. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biết xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biết xanh. Kia đàn bồ câu trắng trắng, mắt tròn xoe hiền hòa. Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát, tay vòng tay bé ngoan. Chúng ta đã vừa học xong bài hát Hòa bình cho bé của nhạc sĩ Huy Trân. Bây giờ cô mời các em chúng ta hãy cùng trả lời một số câu hỏi để chúng ta ôn lại nội dung bài hát hôm nay nhé. Các em hãy cho cô biết tên bài hát và tên tác giả sáng tác bài hát. À, đó chính là bài Hòa bình cho bé của nhạc sĩ Huy Trân. Hình ảnh nào tượng trưng cho hòa bình? À, đó chính là hình ảnh chim bồ câu. Chúng ta sẽ làm gì để thể hiện lòng yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước? À, đó là bây giờ chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này lớn lên thành người có ích để bảo vệ đất nước. Các em đã trả lời đúng các câu hỏi rồi. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ cố gắng học thuộc lòng giai điệu cũng như lời của bài hát Hòa bình cho bé. Và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Để kết thúc tiết học ngày hôm nay, cô mời các em chúng ta hãy cùng hát lại bài hát Hòa bình cho bé của nhạc sĩ Huy Trân. Bài hát Hòa bình cho bé, nhạc và lời Huy Trân. Đèn bồ câu trắng trắng, mặt trời xe hiền hòa. Hòa bình là tia nắng ấm
thấy bé ngoan. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau nhé.